Hôm nay thì đúng ra theo phân công thì là em sẽ giảng bài trao đổi cái phần thực hành bài nhịp chậm. Tuy nhiên là bởi vì là cái bài nhịp chậm thì còn một cái bài nữa là bài thực hành điện âm đồm số giữa nhịp tim bẩm sinh thì lại giao cho anh Trần Song Giang, thì anh Trần Song Giang có đổi lại bởi vì là phần lý thuyết cái bài này là em giảng, anh Giang muốn đổi lại là em đã giảng lý thuyết rồi thì phần thực hành cũng phụ trách luôn. Nên là hôm nay thì thay vì theo lịch thì là bài nhịp chậm, thực hành phần nhịp chậm thì mình sẽ thực hành phần điện tâm đồ một số giận nhịp tim bẩm sinh. Thế thì các bạn thì cũng chưa có chuẩn bị được bởi vì cũng không có báo kịp, thì cũng không sao cả. Nếu mà các bạn có các cái điện tâm đồ hoặc là có các cái vấn đề gì thì các bạn có thể hỏi trực tiếp. Thế thì cái phần này hôm nay thì sẽ mang tính chất thực hành. Ở đây nghĩa là làm sao cho các bạn hiểu rõ hơn một chút về các cái rối loạn nhịp tim bẩm sinh, từ nhận biết, từ đánh giá cho đến một phần nào đó của điều trị. Thì hy vọng là sẽ giúp các bạn ôn tập một cách tốt hơn về cái phần lý thuyết mà chúng ta đã học. Thế thì mô hình thì sẽ là theo cái dạng câu hỏi để các bạn cùng tham gia, câu hỏi QCM ấy, cho điện âm đồ các cái gợi ý, và sau đó thì sẽ xuất hiện dưới dạng câu hỏi để các bạn cùng tham gia, và hy vọng là các bạn sẽ tham gia một cách hưởng ứng một cách nhiệt tình. Thế thì đầu tiên chỉ có một vài case thôi, nhưng mà chúng ta sẽ bàn rất là kỹ. Đầu tiên là case đầu tiên, bệnh nhân nam này 38 tuổi, có tiền sử, có gia đình là có anh trai bị đột tử, không rõ nguyên nhân gì cả. Đấy. Thế thì đi khám sức khỏe định kỳ, không có triệu chứng gì cả, đi khám sức khỏe định kỳ, các cái xét nghiệm cũng như là siêu âm tim ở các giai đoạn bình thường thì điện tâm đồ của bệnh nhân là như này. Đấy, các anh chị nhìn kỹ đi để mình sang cái slide tiếp theo. Và các câu hỏi này là nó theo dạng thân chung, nên là các anh chị phải nhớ cái thân chung này nhá. Thôi thì đến câu hỏi thứ ba là quên mất cái thân chung lúc đầu là không quay lại được nữa. Chúng ta sẽ dành ra khoảng 30 giây để chúng ta phân tích cái này. Bởi vì là lúc nào đi thi các bạn chỉ có khoảng 20 giây để phân tích thôi, để trả lời câu hỏi. Các bạn đã rõ chưa nhỉ? Next nha. Bước tiếp theo làm gì để chẩn đoán? Bây giờ bạn nào có ý kiến nhân nội chú trước ý nhỉ? Nào, một trong bốn bạn là đồng chí nào? Đồng chí kia đừng chơi điện tử nữa. Chụp à? À, Nam cho ý kiến. Và khi mà các bạn đưa ra thì các bạn phải lý giải nó nhé. Em thưa anh là bệnh nhân này có tiền sử là anh trai đột tử. Trên điện tâm đồ thì thấy là cái dạng Brugada type 2. Thì cái này thì em nghĩ là mình truyền flecainide cho bệnh nhân, nếu như mà sau truyền nó xuất hiện lên là type 1 thì mình sẽ tiến hành thăm dò điện sinh lý. Cảm ơn. Thì các bạn có đồng ý không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy điện âm đồ V1, V2 là có ST gì ạ? Chênh lên đúng không? ST chênh lên ở V1 và V2. Nhưng mà V2 thì chênh dạng gì? Dạng yên ngựa. Trên hình yên ngựa và trên lên 2 mm, như vậy là Brugada type 2, và trên một cái bệnh nhân mà trẻ tuổi này, nam giới 40 tuổi, nghĩa là xung quanh cái độ tuổi 40 là cái độ tuổi mà hay gặp Brugada nhất. Thế thì câu hỏi đặt ra là làm gì để chẩn đoán tiếp theo, bởi vì hội chứng Brugada nghĩa là được định nghĩa bây giờ phải là type 1 cơ. Thì có bốn cái phương án này thì bạn đã chọn phương án A. Thế thì vì sao lại không phải amiodarone mà hay là uống flecainide nhỉ, mà lại là truyền? Uống thì có được không? Theo các bạn thì uống có được không? Hay là truyền sotalol tĩnh mạch? Phải có nguyên nhân lại dùng flecainide chứ. Tại sao lại là flecainide mà không phải các nhóm khác? Đúng rồi, vì lựa chọn flecainide mà không phải các cái nhóm thuốc khác, bởi vì đây là thuốc chạy kênh natri. Mà như các bạn biết thì flecainide, hội chứng Brugada là bị tổn thương kênh natri ở các mức độ khác nhau.
Nên khi mà truyền các cái thuốc mà chặn kênh natri vào thì khi sử dụng các thuốc chặn kênh natri thì nó làm gì? Bộc lộ rõ hơn, các cái hội chứng của Brugada nếu có, nếu đúng là hội chứng Brugada bộc lộ rõ hơn. Và thứ hai nữa là giữa truyền tĩnh mạch và uống đường uống thì người ta bây giờ tiêu chuẩn vẫn là truyền tĩnh mạch Flecainide. Thế tuy nhiên một số nghiên cứu thì người ta cho thấy là có thể uống cũng được, không phải uống cũng được mà ở những cái nước mà gọi là ít phát triển hơn, khi mà cái thuốc nó thiếu thốn, không có Flecainide đường tĩnh mạch, ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, chỉ có đường uống không đường tĩnh mạch. Đường uống người ta có thể mua được nhưng mình không có đường tĩnh mạch, thì ở những cái nước đó người ta cũng đưa ra những cái một số các cái nghiên cứu cho thấy là đường uống nó cũng có một số cái tác dụng tương tự. Tuy nhiên là hiện nay thì chưa có protocol cho đường uống, bởi vì thứ nhất là đường uống thì sinh khả dụng nó khác, thứ hai là thời gian tác dụng nó, thời gian hấp thu nó khác, thời gian tác dụng kéo dài nó khác, cái liều lượng sử dụng nó cũng phải khác đi, nên là chưa có protocol gọi là chuẩn cho Flecainide đường uống. Hiện nay ở Việt Nam thì một số trung tâm tim mạch ở miền Trung, ở Huế hoặc là Sài Gòn người ta vẫn cho uống để test Brugada đấy, nhưng mà nó không chính thống. Và cái lựa chọn chính thống nhất bây giờ vẫn là truyền các cái thuốc nhóm 1C như Flecainide, Amalin hoặc là Propinamide vân vân. Yeah. Thế thì lựa chọn để thuốc mà để kích thích là phải uống truyền tĩnh mạch Flecainide, truyền tĩnh mạch thuốc chống rối loạn nhịp nhóm 1C là các thuốc mà chặn kênh natri. Đấy, thì đấy là phần thứ nhất, nghĩa là các bạn đã rất dễ dàng vượt qua. Đây là kết quả sau khi truyền Flecainide. Chúng ta có khoảng 15 giây để phân tích điểm đồ này. Bước tiếp theo thì nên làm gì thêm? Thứ nhất là làm điện đâm đồ cao lên một khoang lên sườn hoặc hai khoang lên sườn để xác định chẩn đoán. Thứ B là truyền amalin để xác định chẩn đoán. C là đeo Hunter điện đâm đồ để chẩn đoán. Và D là không cần làm thêm xét nghiệm gì để chẩn đoán cả. Nào có ai? Một bạn cao học nhỉ? Ai xung phong? Ngồi im lìm. Quan trọng nhất ở đây là gì ạ? Sau khi mà trả lời câu hỏi thì bạn phải nói là tại sao bạn lại loại trừ ba phương án kia. Còn lại có ai không nhỉ? Về cánh cao học đây em có em thưa anh là còn EP guy. Em thưa anh theo em chọn phương án là D ạ. Vì sao không phải là A nhỉ? Em thấy là giữa hai điện đâm đồ mà sau khi mình truyền cái Flecainide vào thì nó có biến đổi từ tiếp 2 đến tiếp 1 thì đúng rồi. Rõ thì sau khi truyền thì chúng ta thấy là từ tiếp 2 thành tiếp 1, nghĩa là ST chênh vòm đúng không? Chênh vòm. Lúc đầu là chênh hình in ngựa nhưng bây giờ thì đã chênh vòm lên này, và rất là điển hình cho tiếp 1. Thì khi mà đã có như thế thì không cần phải làm cao lên một khoang lên sườn nữa. Vì làm cao lên một khoang lên sườn nữa thực ra cũng chỉ là để nhìn trực tiếp vào vùng đường da thất phải thôi. Đấy, mà tổn thương trong Brugada là tổn thương ở vùng đường da thất phải. Nếu mà làm cao lên một khoang lên sườn là nhìn trực tiếp vùng đường da thất phải là để giúp nhìn rõ hơn cái tổn thương thôi. Nhưng mà bây giờ sau khi truyền Flecainide mình đã nhìn rõ tổn thương rồi thì không cần làm cao thêm một khoang lên sườn nữa. Nhưng vì sao không cần truyền Amalin nhỉ? Vì sao? Vì Amalin thực ra nó cũng là nhóm 1C thôi, đúng không? Tác dụng nó giống như Flecainide. Thế còn đeo Hunter điện đâm đồ thì sao nhỉ? Bởi vì như chúng ta biết là gì? Bệnh chưa hề được ghi nhận bất kỳ một rối loạn nhịp thất nào. Như thế thì có cần thiết phải đeo Hunter điện đồ để bằng chứng về rối loạn nhịp thất để chẩn đoán hội chứng Brugada? Có chắc chắn là không cần làm điện đồ không? Hunter điện đồ không? Theo em. Theo em thì là không cần đeo Hunter điện đồ ạ. Vì sao nhỉ? Vì là theo nếu bệnh nhân này là được chẩn đoán hội chứng Brugada thì có thể là do điện sinh lý. Nghĩa là câu trả lời thì nó chưa thuyết phục lắm. Như thế thì chính xác hơn.
Cái này thì không cần làm thêm xét nghiệm gì cả. Thứ nhất là về định nghĩa bây giờ ấy, nghĩa là không cần phải có triệu chứng gì cả, người ta chỉ chẩn đoán dựa trên điện tâm đồ thôi, miễn là điện tâm đồ dạng tiếp 1 là được, bằng cách nào đó là được Brugada tiếp 1 là được. Ví dụ như là làm cao lên một khoang liên sườn, ví dụ như là tiêm amylin hoặc procainamide vân vân, miễn là có điện tâm đồ dạng tiếp 1 là được, chứ không cần phải liên quan đến triệu chứng cả, không cần phải thăm dò điện sinh lý gây ra cơn nhanh thất hay rung thất mới chẩn đoán là hội chứng Brugada. Không cần phải có Holter điện tâm đồ mà documented được một cơn nhanh thất hoặc rung thất thì mới gọi là Brugada. Nghĩa là bây giờ triệu chứng là nó đóng vai trò để phân tầng nguy cơ, không phải là để chẩn đoán hội chứng Brugada, mà không cần dựa vào triệu chứng để chẩn đoán hội chứng. Mà theo guideline mới nhất bây giờ, thống nhất giữa châu Âu và Mỹ là không cần phải dựa vào triệu chứng mà chỉ cần dựa vào điện tâm đồ tip 1 thôi. Đấy, thì câu trả lời là theo guideline là chỉ cần dựa vào điện tâm đồ, không cần dựa vào triệu chứng. Nên là việc mình đeo Holter có thể là có phát hiện được nhịp nhanh thất hoặc không. Đấy, thì nhưng mà dù kết quả là như thế nào thì cũng không thay đổi về quyết định chẩn đoán xác định là Brugada hay là không. Đấy, câu trả lời là như thế đúng không? Dung trả lời gần đúng. Nhưng mà cái ý của em thì có thể em chưa hiểu câu hỏi. Thế thì bước tiếp theo thì nên làm gì cho bệnh nhân? À đúng rồi, bệnh nhân, các bạn nhớ lại cái thân chung một chút nhé. Không có lại quên mất. Nam 38 tuổi này, tiền sử gia đình đột tử này, không có triệu chứng, bây giờ vào viện Brugada tip 1. Đấy, thì bây giờ bước tiếp theo nên làm gì? Nào, một bạn nội chú nào. Để cánh nội chú. Các bạn nghiên cứu kỹ đi, khi nào có kết quả thì Minh nhỉ? Chú không phải đeo khẩu trang mà anh đã nhìn đến chú rồi. Em này là bệnh nhân này là không có triệu chứng, không có tiền sử gia đình đúng không ạ? Có tiền sử gia đình, nghĩa là anh trai bị đột tử. Anh trai bị đột tử là có tiền sử gia đình. Em thấy thì bệnh nhân này em sẽ chọn là cấy máy tạo nhịp. Nghĩa là cấy máy tạo nhịp ICD. Đấy, vì sao em lại không chọn chụp động mạch vành kiểm tra nhỉ? Next step của em lại không phải là chụp mạch vành kiểm tra mà lại là cấy ICD luôn. Em bé nhân này chưa tiền sử thì chỉ là nam 38 tuổi. Còn cái yếu tố khác thì chứng tỏ thứ hai là điện tâm đồ thì có dạng Brugada. Nghĩa là ban đầu vào thì không phải tên đúng chứ. Rồi, nghĩa là không phải bất kỳ bệnh nhân Brugada nào thông thường chúng ta cũng vẫn có một cái protocol là chủ động mạch vành kiểm tra để loại trừ bệnh lý động mạch vành bởi vì ST nó chênh lên. Tuy nhiên là không phải áp dụng cho tất cả mọi bệnh nhân. Và thứ hai là các cái guideline chẩn đoán bây giờ cũng không yêu cầu phải chụp động mạch vành để kiểm tra với các bệnh nhân đó, mà chỉ định chụp động mạch vành vẫn phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân, nghĩa là có yếu tố nguy cơ hay không và có biến đổi điện tâm đồ nó đặc trưng cho bệnh lý động mạch vành hay không thì chúng ta mới có chỉ định chụp động mạch vành. Chứ còn bản thân hội chứng Brugada là không có chỉ định chụp động mạch vành thường quy ở những bệnh nhân hội chứng Brugada cả, nên là không phải chụp động mạch vành kiểm tra đâu, bởi vì lúc nãy vừa nghe nói có một vài bạn nghe thanh là chụp động mạch vành đấy thì không cần. Với anh nam trẻ tuổi này không có yếu tố nguy cơ gì thì cần phải chụp động mạch vành kiểm tra thử nếu mà có điện tâm đồ đã điển hình dạng Brugada rồi đúng không? Thế vì sao lại không phải thăm dò điện sinh lý nhỉ? Em có biết loop recorder gì không đã, nếu mà chưa trả lời câu B? Loop recorder là gì các bạn? Loop recorder là một cái thiết bị nhỏ bằng ngón tay này cấy vào dưới da để theo dõi nhịp kéo dài trong vòng nhiều năm, có thể kéo dài được 3-4 năm. Nên là những người bệnh nhân mà nghi ngờ mà có các cái rối loạn nhịp nguy hiểm hoặc là những rối loạn nhịp mà tần suất xuất hiện thưa thớt thì người ta có thể cấy loop recorder để người ta theo dõi xem trong vòng 3-4 năm đó có xuất hiện các cái rối loạn nhịp hay không. Đấy, thì vì sao lại không phải cấy loop recorder? Em chọn D thì em phải loại trừ được các cái kia chứ, em phải chọn D chứ. Bởi vì bệnh nhân này có tiền sử gia đình là có anh trai đột tử nên là nguy cơ. Không phải như em nghĩ. Tiền sử gia đình không được coi là yếu tố then chốt quyết định đến điều trị. Tiền sử gia đình ở đây các bạn có thể hiểu nôm na nó như là một cái di truyền về gen ấy. Nghĩa là cái gia đình đó có cái kiểu gen mà gen bệnh lý, có thể có một cái mối liên quan ở đấy, có cái gen bệnh lý. Thế tuy nhiên là các cái xét nghiệm về gen bây giờ
thì người ta cho thấy là ở những cái bệnh nhân mà kể cả xét nghiệm gen âm tính đi nữa thì cái tỷ lệ đột tử nó vẫn rất là cao. Đấy, và cái tỷ lệ đột tử rối loạn nhịp thất ở nhóm gen dương tính và gen âm tính là như nhau, nghĩa là dù xét nghiệm gen thế nào nữa thì nó cũng đột tử như nhau thôi. Tiền sử gia đình, thứ hai là các cái nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu Finger là nghiên cứu lớn nhất về Brugada bây giờ và theo dõi rất là dài hơn trên mấy nghìn bệnh nhân, thì người ta thấy là tiền sử gia đình là cũng không phải là yếu tố, không phải là yếu tố tiên lượng. Như vậy thì kể cả khi mà anh trai đột tử đi chăng nữa thì cái việc đó cũng không quyết định đến việc là có bệnh nhân trong tương lai có hay không có xuất hiện rối loạn nhịp trong tương lai, nên là không dựa tiền sử gia đình để quyết định điều trị, mà nó chỉ mang tính chất là gợi ý và gợi ý điều trị, gợi ý sàng lọc và là những yếu tố để thêm vào trong trong tiên lượng thôi, chứ không phải là yếu tố quyết định nữa. Đấy. Thứ hai, loop recorder thì cũng giống như là Holter điện âm đồ ấy. Loop recorder thì chỉ là một cái phương án để ghi nhận lại các cái rối loạn nhịp thất thôi. Đấy, mà dù có ghi nhận được hay không ghi nhận được, trong vòng 3 năm, 4 năm không có ghi nhận được bất kỳ rối loạn nhịp thất nào, nhưng đến năm thứ 5, năm thứ 6 biết đâu lại có cơn rung thất ra, đúng không? Nên là loop recorder cũng giống như Holter điện âm đồ vậy, không có vai trò gì trong phân tầng nguy cơ cả nhá. Thế thì trong trường hợp này chúng ta phải quyết định là gì? Phải thăm dò điện sinh lý. Bởi vì là bệnh nhân không có triệu chứng gì cả, có anh trai đột tử nhưng mà điện âm đồ dạng tiếp 1, là chúng ta phải thăm dò điện sinh lý để phân tầng nguy cơ dựa vào thăm dò điện sinh lý. Chứ còn tiền sử gia đình này không phải là yếu tố quyết định về mặt điều trị. Cái này nó khác biệt rất là lớn đối với cái guideline trước đây. Guideline năm 2013 là dựa vào tiền sử gia đình rất là nhiều. Nghĩa là nếu mà gia đình có thế hệ thứ nhất, nghĩa là bố mẹ hoặc anh chị em liên quan trực tiếp của mình mà bị đột tử không rõ nguyên nhân, đấy, thì những cái trường hợp đó thì có một cái chỉ định là cấy máy ICD luôn khi mà Brugada tiếp 1. Đấy là guideline cũ, nhưng mà khi mà các guideline năm 2015 và năm 2017 của Mỹ ra đời thì yếu tố gia đình chưa phải là một yếu tố đủ mạnh để đưa đến cái quyết định về mặt điều trị là cấy ICD hay là không với ICD nhá. Nghĩa là cái yếu tố đó là yếu tố gợi ý thôi, tiên lượng và gợi ý, chứ không phải là yếu tố quyết định trong điều trị. Thế kết quả thăm dò điện sinh lý đây, bởi vì là cũng có không nhiều bạn làm về EP thì chúng ta giải thích thêm một chút. Ở đây chúng ta thấy là các cái này được kích thích này ở tâm thất thế phúc bộ QRS giãn rất là rộng, ở V1 này giãn rất là rộng, và trước mỗi phúc bộ QRS thì có một cái spine, đúng không? Spine này đấy, thì đó là do thì kích thích trong buồng tim, thì kích thích trong buồng tim thì sau đó gây những cái cơn nhanh thất đa hình thái, cơn rung thất đằng sau, đúng không? Nghĩa là kết quả thăm dò điện sinh lý là rung thất, thế thì bước tiếp theo thì nên làm gì? Nào bạn cao học ở đấy nào. À, có ai hàng này đi nhỉ? Đây, ngồi giữa. Mạnh dạn phát biểu ý kiến. Cấy ICD, vì sao lại không cần phải xét nghiệm gen nhỉ? Phải nói vào cái này thì mới... Em phải nói vào cái này để thu âm. À đúng rồi, nghĩa là dù có gen hay là không có gen thì vẫn là quyết định về mặt điều trị là không thay đổi, đúng không? Và tuy nhiên là gen thì cũng không phải là không nên làm. Vậy trong trường hợp này gen vẫn nên làm, bởi vì là nếu mà làm mà dương tính thì mình sẽ có cái kế hoạch sàng lọc và tư vấn cho người nhà bệnh nhân, nghĩa là những cái người xung quanh đấy. Đấy, chứ gen tuy nhiên là đối với bệnh nhân này thì không phải là cái mà cần phải làm ngay, nhưng mà cũng là cái nên làm. Thế vì sao lại không phải dùng flecainide để hạn chế cơn rung thất? Hả? Em cứ nói có mic, không có các bạn khác không nghe được. Em theo thì điều trị bằng flecainide hay amiodarone thì đều không phải là khuyến cáo đầu tiên của cái song song
Đầu tiên là flecainide thì nó chỉ làm nặng thêm tình trạng bệnh thôi, mà không bao giờ hạn chế được tình trạng bệnh cả. Vì flecainide là chặn kênh natri mà, nên là cái này nó đã tổn thương kênh natri rồi, bây giờ mình dùng các thuốc chặn kênh natri nữa thì nó chỉ làm nặng thêm tình trạng bệnh thôi. Nên flecainide là chống chỉ định trong trường hợp mà hội chứng Brugada, chứ không phải là chỉ định nhá. Đấy là chống chỉ định, nhóm 1C là chống chỉ định đúng không? Thế còn amiodarone thì có hiệu quả trong dự phòng rối loạn nhịp thất, nhưng mà lại không phải là điều trị đầu tay, và chỉ dùng khi mà đã có ICD, cái máy ICD thôi. Và chỉ định cái máy ICD này thì là theo cái phân tầng nguy cơ. Đấy, nên là nếu mà bệnh nhân mà Brugada này mà đã có ngừng tim hoặc là những cái cơn nhanh thất bền bỉ thì là loại 1. Nếu mà Brugada tip 1 này có những cái cơn ngất, đấy thì cũng là gì? Loại 2A. Hoặc là nếu mà Brugada này mà mình thăm dò điện sinh lý mà ra được những cơn rung thất, đấy thì có thể là dạng 2B. Vì sao lại 2B? Mức bằng chứng 2B nghĩa là nó chưa đủ mạnh. Theo một số nghiên cái này vẫn còn là những cái chủ đề mà người ta vẫn còn tranh cãi đấy. Bởi vì theo một số nghiên cứu thì cho thấy là kể cả có kích thích thăm dò điện sinh lý mà ở cái nhóm mà dương tính và cái nhóm âm tính ấy, thì cái về cái tương lai nó cũng không có thay đổi nhiều. Nghĩa là cái nhóm mà thăm dò mà dương tính như bệnh nhân gây được cơn rung thất như này này thì về tương lai cũng chẳng có cái ngoại có cái cơn nào, cái tỷ lệ xuất hiện các cái cơn rung thất trong tương lai cũng không khác gì cái nhóm mà thăm dò âm tính cả. Nghĩa là thăm dò điện sinh lý chỉ là một biện pháp, một cái yếu tố dự báo rung thất trong tương lai rất là yếu thôi. Tuy nhiên hiện nay thì ở mình thì đang hơi lạm dụng cái này, vì chúng ta cứ nghĩ là đưa điện cực được vào trong buồng tim này, kích thích các thứ rất là nhiều, thì đấy là một cái yếu tố, một cái công cụ rất là mạnh để phân tầng nguy cơ, nhưng thực ra không phải. Vì khi mà đưa các nghiên cứu đã chứng minh thấy là thăm dò điện sinh lý chỉ là một cái công cụ rất là yếu để phân tầng nguy cơ thôi. Và những cái bệnh nhân mà thăm dò tính thì có vẻ như là có nguy cơ cao hơn một chút so với cả những cái bệnh nhân mà thăm dò âm tính. Và cái nghiên cứu lớn, nghiên cứu Finger, trong nghiên cứu Finger thì người ta thấy là ở cái nhóm mà thăm dò dương tính thì về tương lai có vẻ như là xuất hiện cơn rung thất nhiều hơn so với nhóm âm tính. Tuy nhiên là một số các nghiên cứu khác thì lại không cho thấy kết quả như vậy. Chính vì thế cái mức bằng chứng nó chỉ là khoảng 2B thôi, cân nhắc. Thế tuy nhiên có một cái ý rất hay, nghĩa là nếu mà thăm dò điện sinh lý âm tính là cái giá trị loại trừ của nó lại khá là cao. Nếu mà thăm dò đã âm tính thì khả năng về sau là không bị cơn thì khá là cao. Đấy, khả năng không bị cơn thì khá là cao. Nhưng nếu mà thăm dò mà dương tính thì cái tỷ lệ thì lại không khác biệt nhiều. Đấy, nhưng mà cái khả năng loại trừ ấy, khả năng loại trừ của nó thì khá là tốt. Thế nhưng mà dù sao thì thăm dò điện sinh lý chỉ định dạng 2B, nghĩa là có vẻ như là có lợi. Đấy, nôm na là có vẻ như là có lợi. Đấy, và vẫn được chỉ định dạng 2B. Đấy. Thế còn nếu mà tất cả các cái đó mà đều âm tính cả thì là gì? Không có chỉ định cái ICD nhá. Thế thì bệnh nhân này vẫn phải là cái ICD đầu tiên. Và quan trọng nhất ở bệnh nhân Brugada là dự phòng đột tử. Và dự phòng đột tử ở những bệnh nhân này thì hàng đầu phải là gì? Cấy ICD. Cấy ICD là hàng đầu. Đấy, sau đó thì mới đến các cái vấn đề khác. Thế thì khi mà bệnh nhân được cấy ICD rồi thì theo dõi nhật ký máy thì thấy xuất hiện rất là nhiều cái cơn tim nhanh thất như này. Đấy, và máy có sốc điện, nghĩa là sốc điện một cách hợp lý, sốc điện thỏa đáng. Người ta gọi là appropriate sốc ấy, nghĩa là sốc chính xác, sốc thỏa đáng. Thế thì khi mà máy nó bị như thế rất nhiều cơn như thế thì bây giờ mới có vai trò của thuốc, và chúng ta lựa chọn thuốc nào trong 4 thuốc này? Là chuyển micro sang cho một bạn đội chú Linh nào. Linh vừa bắt đầu. Theo Linh thì là dùng thuốc gì? Là gì? Cái này thì cũng phải học thuộc thôi.
nghĩa là vẫn là đáp án A, nghĩa là dùng quinidine. Vì theo khuyến cáo của năm 2017 của Mỹ cũng như là của châu Âu năm 2015 thì quinidine là có vai trò hạn chế xuất hiện tần suất của cơn nhanh thất. Còn procainamide thực ra nó vẫn là nhóm 1C, nó chỉ làm nặng thêm tình trạng bệnh. Sotalol thì không có vai trò gì cả. Amiodarone thì trong một số nghiên cứu có vẻ như là có làm giảm cơn tim nhanh thất. Tuy nhiên hiệu quả nhất vẫn là quinidine nhé. Quinidine là quan trọng nhất. Và trong một số trường hợp mà bệnh nhân không cấy được ICD vì một lý do gì đó thì người ta có thể dùng quinidine để thay thế cho ICD, nghĩa là dùng quinidine để thay thế cho ở những bệnh nhân mà không cấy được ICD thì có thể sử dụng như một biện pháp thay thế cho ICD. Quinidine là có vai trò trong hạn chế nhịp thất, rối loạn nhịp thất, tuy nhiên là chỉ có vai trò khi mà đã được cấy ICD rồi thôi, hoặc là không thể cấy được ICD thì dùng để thay thế. Còn nếu mà không bao giờ là chỉ định đầu tay, không bao giờ là chỉ định đầu tay, vì dự phòng đột tử tốt nhất bao giờ cũng là ICD. Và khi mà dùng ICD rồi mà trong cái lúc mà đã cấy ICD rồi mà máy nó sốc điện liên tục, sốc điện nhiều lần và sốc điện cách thỏa đáng như vừa rồi, thì chúng ta sử dụng các cái thuốc chống rối loạn nhịp để hạn chế số lần tái phát cơn, để hạn chế cái số lần sốc điện của máy sốc ICD là quan trọng. Đấy, thế thì trường hợp này phải là ICD là quinidine nhé, quinidine. Thế thì có một điểm đặc biệt là trong guideline thì người ta có nhắc đến catheter ablation, nghĩa là triệt đốt Brugada, nghĩa là hoặc quinidine hoặc là triệt đốt, là khi mà máy sốc điện sốc rất là nhiều lần ở bệnh nhân Brugada đấy và sốc đúng thì có thể dùng quinidine để hạn chế, hoặc là triệt đốt đấy. Và triệt đốt thì sẽ triệt đốt ở vùng đường da thất phải, và nhắc lại một chút các bạn là tỷ lệ thành công lên đến 96,7% ở những cái trung tâm có kinh nghiệm đấy, nghĩa là gần như là khỏi hẳn. Tuy nhiên là chỉ định bây giờ triệt đốt vẫn chỉ là để hạn chế xuất hiện cơn chứ không phải là để chữa khỏi hoàn toàn, và Brugada không phải là để thay thế ICD, chỉ để hạn chế xuất hiện thôi chứ không phải để thay thế ICD được đấy. Và triệt đốt nó có vai trò, và chỉ định vẫn là loại 1 đấy, không phải ít đâu, chỉ định loại 1. Nên là nếu mà Brugada mà đã cấy ICD sốc điện nhiều lần, chỉ định triệt đốt là loại 1 đấy, và tỷ lệ thành công lên đến trên 95%, gần như là khỏi hoàn toàn ở những trung tâm có kinh nghiệm đấy. Ở Việt Nam thì chưa trung tâm nào có kinh nghiệm cả. Thế thì khi tư vấn cho bệnh nhân thì tình trạng nào mà không cần phải tránh? Nghĩa là tình trạng nào phải tránh ngoại trừ đấy, hay hơn là câu không cần phải tránh. Nào, bên cao học có anh chị nào? Linh Linh chuyển cho một bạn cao học giúp anh. Ở đấy có một cái mic ở đây. Liêm đi xem nào. Thưa thầy, em chọn corticoid ạ. Corticoid ạ? Bởi vì lạm dụng rượu sốt cao hay chống hiệu quả bá vòng nó đều là các thực ra trong câu hỏi này thì cái mức độ lựa chọn nó không quá khó, bởi vì lạm dụng rượu sốt cao thì hầu như là ai cũng biết, vì lạm dụng rượu sốt cao là những cái tình trạng mà nó sẽ kích thích và nó khởi phát Brugada. Thế tuy nhiên là có một số các tình trạng khác mà nó cũng gây khởi phát Brugada, đặc biệt là tình trạng sử dụng thuốc, trong đó đặc biệt là các thuốc chống rối loạn nhịp nhóm 1C là các thuốc mà quan trọng nhất, như là Flecainide này, Amylin hay Procainamide, là những cái thuốc mà nó làm nặng thêm tình trạng bệnh. Đấy, nếu mà bệnh nhân Brugada mà không biết mà cứ uống những cái thuốc này, đấy, cứ uống những cái thuốc này thì sẽ thì rất dễ khởi phát những cái cơn trung thất. Đấy, một số các nhóm thuốc khác, ví dụ là chống trầm cảm 3 vòng, chống trầm cảm 3 vòng này, rồi vân vân, hay là các cái thuốc gây mê gây tê, đấy, hoặc là rượu và cocaine, ngộ độc rượu và cocaine, lạm dụng rượu đấy, là những cái tình trạng mà có thể khởi phát cái hội chứng Brugada. Vậy thì ở với các bệnh nhân mà đã được chẩn đoán là hội chứng Brugada, đã được cấy máy ICD, thì chúng ta luôn phải tư vấn là bệnh nhân nếu mà có sốt cao thì phải hạ sốt ngay lập tức, đừng để sốt cao quá.
nghĩa là sốt hạ sốt sớm hơn so với bình thường. Đấy, hạ sốt sớm, không để tình trạng sốt cao, vì nếu sốt cao rất dễ khởi phát cơn rung thất. Đấy, và nếu mà nếu mà bệnh nhân bị trầm cảm kèm theo vân vân thì phải có sự kết nối giữa bác sĩ tim mạch và bác sĩ chuyên khoa tâm thần để chúng ta có cái phác đồ điều trị nó phù hợp nhất. Còn corticoid thì chưa thấy cho thấy là có cái tác hại gì khởi phát cơn rung thất ở bệnh nhân Brugada cả. Vậy thì câu trả lời phải là điện corticoid là cái tình trạng mà có thể dùng được thoải mái, không sao. Thế thì về hội chứng Brugada, các bạn có hỏi gì trong thực hành không nhỉ? Trong thực hành công thì chúng ta đi vào case thứ hai. Hai B thôi. Loại một vậy. Nghĩa là nó chỉ thay đổi về mặt chỉ định thôi. Nó chỉ thay đổi. Nếu mà đây đang nói đến những bệnh nhân mà không documented được bất kỳ một một cái cơn nào đấy mà mình gây cơn được bằng thực nghiệm, nghĩa là gây cơn được trong điện thăm dò điện sinh lý, thì là 2B. Thế còn nếu mà dù là bệnh nhân đã documented được một cái cơn nhanh thất bằng một phương pháp nào đó đấy, thì là sẽ có chỉ định loại 1 hoặc loại 2. Đấy, rung thất loại 1, còn nếu không thì là loại 2. Thì trong trường hợp đấy thì kể cả khi mà mình thăm dò điện sinh lý sau đó, nếu mà có gây được cơn hay không gây được cơn thì bệnh nhân vẫn là chỉ định loại 2 thôi. Đấy, thế còn Hunter điện tâm đồ là không có, gọi là không có vai trò gì, không phải không có vai trò gì, nghĩa là cái vai trò nó rất là yếu trong hội chứng Brugada, bởi vì là khi mà mình đeo Hunter điện tâm đồ thì đa phần là không có bắt được cái cơn nào cả, nghĩa là cái tỷ lệ mà mình bắt được cái cơn nhanh thất hoặc rung thất khi mà đeo Hunter hoặc khi mà ghi loop recorder chẳng hạn như thế thì là rất là thấp, rất là thấp, nên người ta không chỉ định Hunter điện tâm đồ thường quy nhằm hoặc là dựa vào kết quả Hunter điện tâm đồ để phân tầng nguy cơ, chứ còn không phải là bệnh nhân Brugada là chống chỉ định ghi Hunter. Các bạn vẫn có thể ghi bình thường, nhưng cái vai trò của nó thì không nhiều lắm và đa phần lại là âm tính, đa phần là âm tính. Thế còn nếu mà đã có documented được, đã ghi nhận được bất kỳ một cơn nhanh thất nào bằng một phương pháp nào đó thì chỉ định cấy ICD là càng rõ ràng hơn. Loại 1. Nghĩa là nó không hề có mâu thuẫn gì ở đây cả. Không hề có mâu thuẫn gì hết. Nghĩa là em muốn ghi Hunter trước xong rồi mới thăm dò điện sinh lý đi. Cũng được, nghĩa là nó không thay đổi gì về mặt chỉ định cả, vẫn là cấy ICD thôi. Thì cái mức bằng chứng nó có thể khác nhau một chút. Có chứ, có cấy nhá, có cấy ICD. Về bây giờ vì là tuy là một cái yếu tố tiên lượng rất là yếu, thế nhưng nó vẫn làm yếu tố tiên lượng, và đây là dự phòng đột tử cho bệnh nhân. Đấy, dự phòng đột tử cho bệnh nhân, và cái này nó tuy mình thống kê ra con số mấy phần trăm rất là khô khan, tuy nhiên nếu mà trên số lượng lớn thì nó cũng là tính mạng. Đấy, và khi mà đã đôi khi là chỉ cần 1 hoặc 2% thôi cũng rất là đáng để trả giá. Nghĩa là mặc dù là cái yếu tố tiên lượng không phải là mạnh nhưng không phải là vô nghĩa. Đấy, và mặc dù chỉ để cải thiện 1-2% tỷ lệ tử vong, tỷ lệ đột tử ở bệnh nhân thôi, thì chỉ định cấy ICD vẫn rất nên làm. Mặc dù là bằng chứng thì là 2B theo các cái phân loại vân vân, nhưng mà 2B để dự phòng là rất đáng nên, rất nên làm. Và khi đã kích thích ra gây được mấy cơn rung thất thì chúng ta bắt buộc là phải cấy ICD thôi. Bắt buộc phải cấy ICD. Nếu mà có điều kiện là phải cấy ngay, tốt nhất là phải cấy ngay. Đấy là guideline, đấy là hướng dẫn chứ không phải là quan điểm nữa. Thưa thầy, thầy cho em hỏi một câu là, thế làm với bệnh nhân vào viện mình tiến sử bệnh nhân có ổn ngất mà nghi ngờ do rối loạn nhịp tim, điện tâm đồ ghi được là một cái Buga tip 2 hoặc tip 3, thì thái độ xử trí của mình như nào? Thì là cái đấy phải cấy ICD luôn và chỉ định là dạng gì ạ? Loại 2A. Đây, nếu mà tip 1 là... mà có tiền sử ngất, đấy, tiền sử ngất, ngất thì chúng ta chỉ định là dạng 2A.
hay A là rất nên làm, nghĩa là biết đâu mình ghi nhận được là dạng đua tip 2 hoặc 3. À, tip 2 thì nếu mà trên thực tế thì chúng ta phải tiêm amylin hoặc procainamide để chẩn đoán chính xác đấy là hội chứng Brugada. Còn trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay là không có các thuốc đó để xác thực, nên là kể cả Brugada tip 2 hay là tip 3, thường là tip 2 mà có ngất thì chúng ta cũng nên chỉ định cái ICD, nên chỉ định không cần thăm dò điện sinh lý. Bởi vì thăm dò điện sinh lý khi mà đã khi thăm dò điện sinh lý dù kết quả dương tính hay là âm tính, nghĩa là gây được cơn hay không gây được cơn, thì nó vẫn không thay đổi quyết định về mặt chẩn đoán, không thay đổi quyết định về mặt điều trị. Bây giờ bệnh nhân đã có cơn ngất rồi, ngất lên ngất xuống 2-3 lần rồi, điện tâm đồi dạng Brugada, bây giờ vào thăm dò điện sinh lý là âm tính, thì bây giờ bạn có dám thả bệnh nhân về nhà hay không, đúng không? Thì lúc đó thì về nguyên tắc thì là vẫn là chỉ định dạng 2A, chẳng qua là ở Việt Nam mình không có thuốc chạy kênh natri đường truyền tĩnh mạch để test nó đúng protocol. Nó còn về thực tế theo protocol là truyền thuốc chẩn đoán chính xác hội chứng Brugada kèm theo ngất đấy, mặc dù là không ghi nhận được cái điện tâm đồ trong lúc ngất, thì cái chỉ định lúc đó vẫn là cấy ICD dự phòng đột tử và chỉ định là loại 2A, nghĩa là chỉ định rất là mạnh và bắt buộc phải làm. Thì chúng ta sẽ đi vào cái case tiếp theo. Bệnh nhân nữ này 16 tuổi. Vào viện vì tức ngực này, trước đó 4 ngày có sốt tiêu chảy này. Đi khám thì uống thuốc không rõ thuốc gì. Vào viện thì không thấy còn sốt nữa. Nghe tim phổi bình thường, các cơn khác thì không có dấu hiệu gì đặc biệt cả. Và đây là điện âm đồ. Các bạn nhìn kỹ chưa? Được chưa? Đấy, thế chọn phát biểu sai. Khi đo khoảng QT này, cần lấy trị số dài nhất trong MEA chuyển đạo để đánh giá. Nếu mà kèm theo sóng U thì cần lấy khoảng PU để đánh giá. Theo công thức 3Z thì QTC lớn hơn 450 ms ở nam và trên 460 ms ở nữ. Và D là khoảng QT có thể dài nếu mà QT lớn hơn 1/2 RR. Mọi người thống nhất là câu nào sai? Câu B vì sao nhỉ? À, vì nếu mà có thể thì tách bạch được tốt nhất, sóng U ra là tốt nhất. Bởi vì nếu mà có thêm sóng U vào là nó sẽ bị QT, nó sẽ bị dài ra một cách quá đáng, nghĩa là bị đánh giá một cách quá mức hội chứng QT dài. Thế còn các cái phần còn lại thì đo khoảng QT là trên 12 chuyển đạo đấy thì chúng ta thấy cái nào dài nhất chúng ta đo. Và thông thường là các chuyển đạo D2 này, V5, V6, D1, AVL là chuyển đạo mà gì khoảng QT thường là biểu hiện dài nhất ở những cái chuyển đạo đó. Thế còn tuy nhiên là trên 12 chuyển đạo chỗ nào dài nhất thì chúng ta đo. Và nhìn một cách đánh giá nhanh là nếu mà QT trên 1/2 RR thì chúng ta sẽ lấy cái đánh giá nhanh là QT dài mà chưa cần phải đo chính xác, đã xác định được QT dài rồi. Và theo công thức 3Z nghĩa là QTC đấy, QTC bằng QT trên căn bậc 2 của RR đấy. Đấy. Thế thì cách đo thì có thể có nhiều bạn còn chưa biết cách đo đâu, nói thế chưa biết cách đo đâu. Thì không thông thường trên khoảng QT nhá, thì chúng ta bao giờ cũng xác định được đường đẳng điện. Đường đẳng điện dựa vào khoảng TP T của phúc bộ đi trước và P của phúc bộ đi sau, hoặc là khoảng PR thì chúng ta gióng một cái đường đi. Gióng một đường đường đẳng điện nằm ngang là đường trục này, là đường trục này. Thế sau đó thì cái khoảng sóng T đi xuống, cái sườn xuống của sóng T, cái đoạn dốc ấy, thì chúng ta gióng theo một cái đường chéo, và khi hai cái đường này giao nhau ở đâu thì đó là cái điểm mút của sóng T, điểm mút của sóng T. Thì lúc đó chúng ta sẽ đo khoảng Q cho đến cái giao điểm này, gọi là QT. Vì trong một số trường hợp, ví dụ nhịp tim nhanh quá này, hoặc là có những thành phần khác lẫn vào như trong trường hợp dung nhĩ này, hoặc là trong trường hợp mà có sóng U chẳng hạn, thì chúng ta dùng phương pháp này để chúng ta loại trừ một phần ở đấy cái sóng U đi ra. Và đấy là cách đo chính xác khoảng QT. Và khi đo rồi thì chúng ta phải đưa về cái QTC, bởi vì là QT nó thay đổi theo nhịp tim nhanh thì
nó ngắn lại và nhịp tim chậm thì nó dài ra. Và theo 3Z thì trên 460 là trên 450 ở nam và trên 460 ở nữ thì gọi là dài, còn ranh giới là từ 430 đến 450 này. Đấy. Và để đánh giá nhanh thì cái khoảng QT này nó dài hơn 1/2 RR thì gọi là dài. Và trong trường hợp này thì chúng ta thấy là khoảng QT ở đây, cái sóng T nó đến gì ạ? Nó đến tận kết thúc của nó, đến tít tận sóng P của phúc bộ đi sau, khá là dài đúng không ạ? Khá là dài. Nhìn trông thì có vẻ không dài nhưng mà khi đo thì lại rất là dài. Đấy, đo lại rất là dài. Và khi mà tính theo 3Z thì nó trên 800 mili-giây là rất là dài. Bình thường là 450 đúng không? Thì là tính là dài. Đây 600 mili-giây tính rất là dài. Vậy thì trường hợp này là một trường hợp QT dài đúng không ạ? Một số xét nghiệm cơ bản của bệnh nhân. Thế chẩn đoán bệnh nhân này là gì ạ? Bệnh nhân nam 16 tuổi này, nữ 16 tuổi này, đau bụng tiêu chảy này, sốt này, vào viện này, thì QT dài trên 600 mili-giây này. Xét nghiệm thì như vừa rồi, vậy thì đánh giá tình trạng hiện tại là gì? Chẩn đoán. Thì là mắc phải hay là bẩm sinh? Mà nếu mà bẩm sinh thì là bẩm sinh hay là type 2 hay là Timothy? Timothy là type 10. 8. Nội chú Minh thấy rồi nhỉ, Quân. Mạnh dạn lên xem nào, phải chọn một chứ, bây giờ từ hôm nữa đi thi gặp rơi vào cái này thì cũng phải đánh bừa vào một ô đấy chứ nhỉ. Vậy đây chẩn đoán là gì? Có ai xung phong không? Ai bảo cái này là mắc phải? Có mỗi nam. À đây, mấy bạn cao học nữa. Thế ai bảo là bẩm sinh? Có một số bạn Thịnh bảo bẩm sinh này. Có một số có vẻ như là... Thế còn Timothy? Chắc là sẽ rất ít người Timothy, bởi không biết Timothy là... D... Tip 2, tip 1, tip 2, tip 3 thì nó khác nhau về hình dạng của sóng của đoạn QT. QT, hình dáng QT nó khác nhau. Thế thì khi mà dựa vào hình dáng QT, người ta có thể sơ bộ đoán được nó là tip mấy. Ai chẩn đoán là tip 2? Cái này là hội chứng QT móc phải thôi, QT dài móc phải. Đấy, có thể do nhiều tố tổng hợp này, có hạ kali máu này, hạ magie máu, hạ canxi máu, tất cả đều thấp, có thể do tiêu chảy hay gì đó. Và có thể trước đó bệnh nhân sốt này, đi khám ở đâu đó được uống thuốc, và đa phần là thuốc kháng sinh, và rất nhiều loại thuốc kháng sinh cũng gây kéo dài khoảng QT. Đấy, thế thì theo như nếu bạn nào tham khảo up to date thì có một cái chẩn là những cái mà QT dài mà kèm theo cái bệnh cảnh, ví dụ như là hạ kali này, hạ magie này, hoặc là đang dùng các cái thuốc mà có thể kéo dài khoảng QT, thì trước tại cái thời điểm đó thì chúng ta phải chẩn đoán đấy là QT mắc phải, QT dài mắc phải. Thế tuy nhiên là có khoảng 5 đến 10% bệnh nhân QT dài mắc phải vẫn có đột biến gen, vẫn có đột biến gen, và tuy nhiên nó không biểu hiện ra kiểu hình thôi. Nó không biểu hiện ra kiểu hình, mà chỉ khi nào sử dụng hoặc rơi vào sử dụng các cái thuốc hoặc rơi vào các tình trạng bệnh lý đặc biệt thì nó mới bộc lộ ra là QT dài. Vậy thì ở bệnh nhân QT dài mắc phải cũng không hoàn toàn là bình thường về gen, nghĩa là 5-10% là vẫn bất thường về gen. Nhưng mà tuy nhiên tại cái thời điểm mà bệnh nhân đang rối loạn điện giải, đang có tình trạng cấp tính, đang sốt vân vân, đang tiêu chảy mà có QT dài như vậy thì chúng ta phải chẩn đoán đấy là QT mắc phải, mặc dù tuổi đời bệnh nhân gì rất là trẻ đúng không, rất là trẻ. Vậy thì cái này là QT dài mắc phải.
Đấy, bệnh nhân sau đó đi được làm lại điện tâm đồ một lần nữa bởi vì là điện giải rất là thấp. Đấy, thì chúng ta thấy phân tích cái này. Cái này chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy là QT rất là dài đúng không? Về bước tiếp theo nên làm là gì? Ngoại trừ. Bây giờ bệnh nhân vào QT dài móc phải này, các bạn có khi là rất hay gặp trên lâm sàng nên các bạn không biết thôi. Vậy nếu mà làm như thế, QT thì càng ngày càng dài ra thì nên làm gì? Khó nhỉ. Ngoại trừ. Tưởng là dễ mà không khó đúng không? Tưởng là khó, tưởng là dễ mà lại khó. Vâng, anh ạ, mời anh. Vâng, đúng là chưa có hai khác chuẩn. Nhiều người sẽ đặt sẽ nghi ngờ về cái vai trò của máy tạo nhịp. Đấy, vai trò của máy tạo nhịp. Monitor theo dõi thì là chắc chắn rồi, bởi vì QT mà càng ngày càng dài ra nghĩa là nguy cơ rối loạn nhịp thất càng ngày càng cao. QT mà cứ dài ra nhiều quá là rất dễ, nếu chỉ có ngoại thuốc thôi là lên dung thất. Nên là bệnh nhân đó thì cần phải được theo dõi liên tục bằng monitor và điều chỉnh điện giải thì đấy là đương nhiên rồi, bởi vì là hạ rối loạn điện giải mà đã có biểu hiện trên điện tâm đồ là bắt buộc mình phải điều trị cách rất là tích cực rối loạn điện giải. Thế thì C này thì chúng ta đa phần chúng ta biết quinolone thì là các thuốc kéo dài khoảng QT, nhưng mà chúng ta hay quên mất là macrolide nó cũng kéo dài khoảng QT. Như vậy thì nên sử dụng nhóm macrolide là sai rồi, tại sai mỗi cái đấy thôi. Thế còn đặt máy tạo nhịp tạm thời thì là đây các cái thuốc kháng sinh này. Đấy, các cái thuốc kháng sinh mà gây ra QT kéo dài thì có quinolone này. Đấy, rồi có các cái nhóm macrolide này, giống như anh nói đấy, thì là hay các thuốc chống nấm vân vân, hay các thuốc chống lao đều là gây kéo dài khoảng QT hết. Và và overdriving thì có một cái vai trò cũng khá là quan trọng đấy. Vì overdriving thì thứ nhất là khi mà đặt cái máy tạo nhịp tạm thời thì chúng ta sẽ pacing cái tần số thất nó nhanh lên. Tần số thất lên khoảng 100 đến hoặc hơn 100 chu kỳ một phút. Thì khi mà tần số thất nó nhanh lên như vậy thì nó làm cho cái khoảng QT nó ngắn lại, bởi vì là QT nó theo tần số thất, nó theo tần số thất. Thứ hai nữa là khi mà có cái những cái cơn những cái máy tạo nhịp tạm thời ấy, thì chúng ta có thể khi mà xuất hiện các cơn nhanh thất chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo nhịp vượt tần số vân vân trong trường hợp mà có dạng thất. Thế thì overdriving, máy tạo nhịp tạm thời là có vai trò nhất định trong trường hợp mà dự phòng những cái cơn dung thất do hội chứng QT dài mắc phải. Đúng không ạ? Đấy, thế thì chúng ta nên nhớ là các cái thuốc kháng sinh khi mà bệnh nhân đã có QT dài rồi mà chúng ta dùng các thuốc kháng sinh đấy, thì chúng ta phải tra cứu rất là kỹ, bởi vì sẽ có rất nhiều các thuốc kháng sinh mà chúng ta ít dùng nhưng mà lại gây QT kéo dài rất là ghê. Và như thế thì mỗi thứ một tí, rối loạn điện giải một tí rồi thì tiêu chảy sốt vân vân, mỗi thứ một tí vào là bệnh nhân có thể dẫn đến dung thất và tử vong. Đấy, chúng ta hay gặp trên lâm sàng nhưng chúng ta lại chưa chắc đã nắm vững nó đâu. Case thứ 3 nhé, chúng ta không còn nhiều thời gian lắm thì chúng ta sẽ đi rất là nhanh vì nhiều bạn còn chưa ăn cơm trưa, trong đó có tôi. Bệnh nhân nam 23 tuổi này, khỏe mạnh thôi, đi khám định kỳ. Đấy, thì có cái điện tâm đồ này. Bạn phân tích xong chưa? PR thì cũng ngắn đấy, nhưng mà cái câu hỏi nó không liên quan PR ngắn. Đây, tính luôn QTC cho bằng 630 mili giây, nghĩa là ai biết là dài rồi đúng không? Nhìn điện độ ai biết là dài rồi. Vậy biết tiếp theo nên làm gì? Ngoại trừ. Này, bệnh nhân nam 23 tuổi này, tiền sử gia đình bình thường,
QTC là 630 mili giây. Bây giờ làm gì trong nên làm gì và không nên làm gì, đúng không? Ở cái này cũng hay gặp chứ nhỉ? Tự nhiên có một ai đấy khỏe mạnh chẳng hạn nhỉ, người quen đưa cho điện âm đồ QT dài thòng ra, bây giờ bảo người ta làm gì bây giờ? Thăm dò định sinh lý là không nên thăm dò định sinh lý theo nam. Còn có ai có ý kiến cao? Linh thì sao nhỉ? Trông có vẻ em là A, nghĩa là không nên cho thuốc chạy beta giao cảm ngay. Các bạn cao học có ai có ý kiến không? Nghĩa là rất nhiều người chọn A đúng không? Là không nên cho thuốc chạy beta giao cảm ngay, mà nên thăm dò điện sinh lý trước, có thể xét nghiệm gen để phân tầng nguy cơ hoặc là đeo Hunter điện tâm đồ, đúng không ạ? Chỉ có một người trả lời đúng, đấy là bạn Nam. Đấy, thì ở những bệnh nhân mà QT dài ấy, thì có cái chỉ định là chạy gắng sức hoặc là đeo Hunter điện tâm đồ để phát hiện các cái rối loạn nhịp thất này, rồi để xác định xem là lúc nào mà, bởi vì trong QT dài chúng ta thấy có một cái cơ chế liên quan đến giao cảm, khi mà gắng sức như thế mà xuất hiện các rối loạn nhịp thất, có thể xuất hiện các rối loạn nhịp thất thì đấy là một cái nguy cơ rất là cao. Đấy, thế thì khi mà có cái đó thì chúng ta có cái tư vấn cho bệnh nhân về hoạt động thể lực, về hoạt động thể lực. Thứ hai là ở những bệnh nhân mà không có triệu chứng mà QTC dài trên 500 mili giây là đã có chỉ định dùng chạy beta giao cảm rồi, không cần có triệu chứng gì cả, bởi vì có triệu chứng cái đột tử chết luôn, nên là chúng ta phải cho chạy beta giao cảm sớm ở những bệnh nhân mà QT rất là dài, kèm theo mặc dù chưa triệu chứng mà tuổi thì còn rất là trẻ. Đấy, QT dài đấy, và đặc biệt là không phải điện thăm dò điện sinh lý làm cái gì đó nó rất là cao xa và rất là hiện đại, rất là ấy đâu, modern đâu, thực ra là nó bị chống chỉ định đấy trong ở những bệnh nhân QT dài là không, là tiềm ẩn có hại này, tiềm ẩn những cái có hại, nên là ở những bệnh nhân QT dài là không có chỉ định thăm dò điện sinh lý. Bởi vì thăm dò điện sinh lý nghĩa là khi mình kích thích tim ở trong buồng tim như thế, tạo ra những cái ngoại âm thu như thế trong buồng tim, thì bởi vì QT nó rất là dài rồi, khi mình tạo ngoại âm thu thì hầu như là chắc chắn nó sẽ gây ra rung thất, gây rung thất, nên là không có chỉ định gì cả, không có chỉ định thăm dò điện sinh lý trong, là tiềm ẩn những mối nguy cơ rất là lớn. Nên là thăm dò điện sinh lý không phải là cứ cái rối loạn nhịp nào thăm dò điện sinh lý đâu, mà chúng ta phải cân nhắc nhé. Đấy, thế thì trong trường hợp này chúng ta nên cho chạy beta giao cảm trước, cho đeo Hunter điện âm đồ để phân tầng nguy cơ vân vân. Đấy, cho xét nghiệm gen để xem là đột biến cái gen nào và bệnh nhân bị cái típ gì vân vân, và không nên thăm dò điện sinh lý, bởi vì thăm dò điện sinh lý không giúp gì thêm cả, mà lại còn có thể gây ra các cái rung thất trong khi làm thủ thuật. Đây sẽ đến tiếp kết quả xét nghiệm gen cho thấy là đột biến gen KCNQ1 và được chẩn đoán là hội chứng QT dài típ 1 bẩm sinh. Vậy thì bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ nào? Không biết luôn. Thì cũng phải chọn bừa đi chứ. Nghĩa là không ai chọn thấp hay trung bình à? Vì mọi người đa phần đã đói nên là chúng ta không có nhóm nguy cơ rất cao, chúng ta chỉ có nhóm cao, nhóm trung bình và nhóm thấp thôi, không có rất cao gì đâu. Đấy, và khi mà QTC mà trên 500 mili giây kèm theo một trong ba nhóm 1, 2, 3 thông qua xét nghiệm gen mà chúng ta chẩn đoán được thì là thuộc nhóm gì, rất là thuộc nhóm cao rồi, thuộc nhóm cao nhá, thuộc nhóm cao. Đấy, thế thì phân tầng nguy cơ trong hội chứng QT dài bẩm sinh thì xét nghiệm gen đóng vai trò rất là quan trọng. Đấy, xét nghiệm gen và điện tâm đồ đóng vai trò rất là quan trọng. Đấy, đóng vai trò quan trọng để chẩn đoán, để phân tầng nguy cơ. Và phân tầng nguy cơ ở đây nghĩa là để đưa đến cái quyết định là về điều trị, để điều trị. Thế sau một tháng dùng chạy beta giao cảm, điện tâm đồ là như này. Điện tâm đồ như này nghĩa là như nào? Đúng rồi, QTC vẫn dài, exactly. Bước cần làm tiếp theo là sao nhỉ? Bây giờ
Minh à? Minh Tuần Lộc nè. Em chọn phương án D là cấy ICD. Cấy ICD, vì sao lại không phải đốt? Đốt gì ạ? Thầy vừa bảo là bây giờ đừng chọc máy vào đấy, nó nguy hiểm thôi em chả. Thực ra thì triệt đốt hội chứng QT dài người ta vẫn có thể triệt đốt được. Không phải triệt đốt, nhưng mà triệt đốt đây người ta không phải triệt đốt cơ chất giống như trong hội chứng Bugada. Trong hội chứng Bugada là nó có một cái vùng tổn thương và nó có cơ chất, nên người ta đưa dụng cụ đấy, người ta triệt đốt hết cơ chất, rồi nhịp đi nó thể khỏi. Thế còn trong hội chứng QT dài thì chúng ta hiểu cơ chế của nó là cái vùng cơ tim ở vùng cơ tim ở giữa vùng M đấy, ở giữa cơ tim, và nó gọi là tái cực phân tán, nghĩa là trên toàn bộ vùng cơ tim, nên là không thể triệt đốt được vì cơ chất thứ nhất là nằm sâu, thứ hai là quá rộng trên toàn bộ cơ tim nên không thể triệt đốt được. Mà trong một số nghiên cứu gần đây, người ta triệt đốt là triệt đốt cái ngoại đâm thu khởi phát ra dung thất. Khi mà người ta bắt được một hoặc hai cái ngoại đâm thu khởi phát ra cơn dung thất đấy thì người ta sẽ đi tìm cái ngoại đâm thu đó và triệt đốt. Và một số nghiên cứu gần đây cho thấy là cũng có những cái hiệu quả ban đầu. Thế tuy nhiên là nó không phải là chỉ định, đó, người ta chỉ đang nghiên cứu thôi. Thứ hai là tại sao không phải chạy tăng liều, chạy beta cho cả với nhỉ? Hay kết hợp thêm amiodarone vì sao nhỉ? À đúng rồi, amiodarone làm QT dài hơn đúng không? Thế còn sau khi đã loại trừ ba cái thì cấy ICD thì cũng đúng thôi. Theo cái phác đồ của Mỹ mới nhất năm 2017 đấy, nghĩa là chúng ta là một bệnh nhân là QT dài này, QTc trên 470 mili giây này, đã được dùng chạy beta giao cảm rồi nhưng mà QTc vẫn dài mà có các yếu tố nguy cơ cao khác như là long QT, QT dài type 1 này, hội chứng QT dài type 1 này, rồi thì QTC trên 500 mili giây này, bệnh nhân này thì trên 670 mấy mili giây đấy, hôm nay chúng ta tính đúng không? Và sau khi dùng chạy beta rồi mà vẫn còn những cái biểu hiện đó thì chúng ta có chỉ định cấy ICD mặc dù là chưa có xuất hiện triệu chứng, để dự phòng đột tử. Để dự phòng đột tử ở những bệnh nhân mà QT dài bẩm sinh và nguy cơ cao. Vậy thì dùng chạy beta giao cảm trong cái phác đồ này cũng là để dự phòng đột tử thôi, dự phòng đột tử ở những bệnh nhân mà nguy cơ cao. Thế còn những cái bệnh nhân mà QT kéo dài mà đã có ngừng tim hoặc là có cái cơn nhanh thất ấy, có ngừng tim, thì ngoài việc dùng chạy beta giao cảm ra còn phải cấy ICD luôn, nghĩa là kết hợp cả hai phương pháp, vừa cấy ICD dự phòng đột tử vừa chạy beta giao cảm. Thế còn cấy ICD ở bệnh nhân mà QT dài không có triệu chứng thì chúng ta cũng phải qua một số bước đánh giá, làm xét nghiệm gen đồng nguy cơ vân vân thì chúng ta mới có chỉ định cấy được. Đấy, thì bệnh nhân này sau khi được xét nghiệm gen là dạng nguy cơ cao này, QTc thì rất dài này, tuổi đời thì dưới 40 tuổi, nghĩa là bệnh nhân này mình có hai mấy tuổi thôi đúng không, dưới 40 tuổi đấy, thì nghĩa là rất nhiều yếu tố nguy cơ cao và ủng hộ cho việc là cấy ICD hoặc là triệt đốt thần kinh giao cảm. Đấy, vậy thì một số các thuốc chống loạn nhịp kéo dài khoảng QT như là quinidine rất có hiệu quả trong Brugada thì bây giờ lại chống chỉ định ở bệnh nhân QT dài, hay là sotalone hoặc là amiodarone là cái mà chúng ta hay sử dụng nhất đúng không, làm QT dài ra. Vậy thì chúng ta lưu ý là nếu QT dài thì chỉ có một nhóm thuốc duy nhất là chẹn beta giao cảm là có hiệu quả trong dự phòng tái phát, dự phòng xuất hiện cơn tim nhanh thất hoặc dung thất, chỉ có chẹn beta giao cảm thôi. Brugada là quinidine, còn QT dài là chạy beta giao cảm. Đấy, chạy beta giao cảm nhé. Và chỉ định ICD thì tùy thuộc vào một số trường hợp khác nhau để chúng ta có chỉ định cấy ICD. Vậy thì với tất cả các rối loạn nhịp tim bẩm sinh, đặc biệt là bệnh lý kênh ion, thì khi đã được chẩn đoán xác định đúng là các bệnh đấy rồi thì luôn cần phải phân tầng nguy cơ để có thái độ điều trị thích hợp. Thứ hai nữa là những trường hợp mà nguy cơ cao đột tử thì ICD luôn là điều trị cơ bản, Đấy. Và các cái thuốc khác nó chỉ nhằm để hạn chế thôi, nhưng mà ICD là điều trị cơ bản nhé. Và phân tầng nguy cơ lúc nào cũng quan trọng. Các bạn học thuộc phân tầng nguy cơ thì có thể sẽ kiểm tra đấy. Thank you for listening. cũng không còn nhiều thời gian nữa, để sau buổi chiều thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Và nếu có câu hỏi thì các bạn có thể đặt câu hỏi sau.